Được khởi công từ năm 2007 và hoàn thành vào năm 2015, tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn có chức năng chống lũ ngăn chiều. Tuy nhiên hiện nay nhiều đoạn trên tuyến đê đang bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập khi mùa mưa bão tại thành phố Hồ Chí Minh đang cận kề. Đê bao bờ hữu sông Sài Gòn có tổng chiều dài 27 km, chạy qua địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 và quận Gò Vấp, Công trình sau 6 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ cao có thể vỡ đê hoặc nước tràn bờ khi mưa lớn, chiều dâng cao. Hiện có 1 km đoạn chạy qua xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn là đoạn bị ảnh hưởng nhiều nhất với 11 điểm sạt lở, hở hàm ếch và sụt lún. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc để triển khai nâng cấp, cải tạo tuyến đê bao này, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.